Chào các bạn, trong những ngày qua thì có rất nhiều bạn theo dõi video mà tôi chia sẻ là cái kích hoạt công cụ dịch mã để giúp mà cái việc chúng ta bán đất bán nhà được nhanh hơn. Thì các bạn hỏi tôi rằng là thế thầy ơi, giúp mà khi mà kích hoạt như vậy thì có giúp bán đất bán nhà được thật hay không? Nhân tiện tôi làm luôn video để chia sẻ giải đáp luôn cho bạn hiểu hơn, cũng như là những người mà hữu duyên theo dõi được video này có thể hiểu hơn vấn đề này. Thực ra bạn hình dung là trong phong thủy thì sẽ có rất là nhiều những cái cách để mà kích hoạt những cái cung vị khác nhau. Như tôi đã chia sẻ thì có cung gì ạ? Quan Lộc, cung Văn Xương đúng không? Cung Đào Hoa, đấy, cung Quý Nhân, rồi thì cung Dịch Mã để kích hoạt cái sự dịch chuyển, cái sự bán đất bán nhà được thuận lợi và nhanh hơn. Thì bạn hình dung như này, khi mà chúng ta sử dụng các vật phẩm phong thủy, nếu mà chúng ta sử dụng và đặt cái vật phẩm phong thủy đó đúng theo quy trình an vị nhé. Ví dụ như là tôi đã chia sẻ đặt một tượng ngựa đá tại vị trí đúng cung vị dịch mã, thì cái điều đầu tiên là bạn phải xác định gì ạ? Đúng cung vị đã, đúng không? Bạn không thể nói rằng là tôi đã chia sẻ với bạn đặt đúng vị trí A nhưng bạn đặt sang vị trí C chẳng hạn, thì làm sao mà kích hoạt được, đúng không? Cái điều đầu tiên là bạn phải xác định là bạn phải đặt đúng cung vị đấy. Còn cái việc mà tin hay không là tùy bạn nhé. Có nghĩa là đặt phải đúng cung vị. Thứ hai là gì? Là đặt là tượng ngựa là phải ngựa đá, và tượng ngựa đá thì tốt nhất là cần phải được khai quang và trì chú. Và tiếp theo đó là cần phải có gì ạ? Có một cái bài văn khấn để xin phép an vị đặt vật phẩm phong thủy. Đây là cái rất là quan trọng, chứ không phải chúng ta cứ mua một con ngựa đá rồi đặt tại vị trí đấy là xong, không phải như vậy. Thực ra là tôi vẫn chia sẻ rất là nhiều là các vật phẩm phong thủy chúng ta an vị hay chúng ta đặt vị trí đó thì cần phải có một cái quy trình. Quy trình ở đây là gì? Là xin phép. Và ở cái mảnh đất, ở căn nhà bạn muốn bán thì xin phép ai? Xin phép thần linh, xin phép thổ địa ở cái mảnh đất, ở cái căn nhà đó. Và chúng ta cần phải có gì? Có bài văn khấn để chúng ta xin phép đặt ở đấy, đúng không? Và chia sẻ trong video trước tôi đã chia sẻ rất là nhiều là nếu như bạn ở nhà các bạn thì bạn phải xin phép là thần linh và gia tiên, bà cô mãnh nhà mình trước, đúng không? Thì sau đó thì bạn mới đến cái mảnh đất và xin phép thần linh và thổ địa ở cái mảnh đất hay căn nhà bạn muốn bán. Tức là chúng ta phải làm theo một quy trình như vậy. Tức là phong thủy bạn hình dung là một cái yếu tố là bổ trợ. Có thể có rất nhiều người xem video này các bạn không tin, tuy nhiên là đó là cái việc các bạn, đúng không? Và cái việc chia sẻ là có những học thuật hay là có những cái mẹo kích hoạt hay thì tôi muốn chia sẻ với mọi người, thì tin hay không là tùy bạn. Trong phong thủy có rất là nhiều những cái mẹo, thậm chí là tôi vẫn chia sẻ các bạn có những ví dụ, đúng không? Có người ế 2 năm kích hoạt cung đào hoa, 2 tuần sau tìm được người yêu. Thì các bạn thấy là cái mức độ chứng thực, cái mức độ nghiệm chứng của phong thủy như nào, đúng không? Hoặc là có những người bệnh tật ốm rất là lâu năm, nhưng mà chỉ cần treo một cái hồ lô đồng thôi thì tự nhiên là cái bệnh người ta giảm đi rất là nhiều và tự người ta cảm nhận được. Hay là có một cái trường hợp tôi tư vấn, hai vợ chồng của cô chú này ngủ sai vị trí, thì sau khi chỉ điều chỉnh cái giường phát đi thì những cái bệnh về liên quan đến xương cốt lâu năm tự nhiên là đỡ hơn rất là nhiều và hai vợ chồng khỏe ra rất là nhiều. Thì bạn thử hỏi xem là rốt cuộc thì phong thủy có tác động ứng hay không? Ứng hay không là do người tư vấn, ứng hay không là do vật phẩm, ứng hay không là do cái quy trình mà chúng ta an vị làm sao cho nó chính xác. Tuy nhiên là đây chỉ là yếu tố bổ trợ. Bạn hình dung nhé, bạn phải phân biệt rõ. Chứ không phải là tôi cứ đặt một vật phong thủy là tôi cứ kệ nó, đúng không? Tôi chẳng có một cái sự xúc tiến nào, đúng không? Thậm chí là cái giá mảnh đất tôi vẫn mong muốn là cái giá của bản thân tôi cơ. Tôi mong muốn nó cao cơ, tôi không muốn bán rẻ. Bởi vì trước kia đã có người từng giả tôi cái mảnh đất đó là 1 tỷ. Nhưng mà bây giờ thì nếu như mà người khác giả tôi dưới 1 tỷ tôi không bán. Nhưng mà thực tế thị trường hiện nay là mảnh đất chỉ trị giá 700 hay 600 thôi. Nhưng mà tôi không bán, tôi cứ đòi 1 tỷ cơ. Thì bạn thể hình dung là như vậy thì làm sao bán được đất, đúng không? Cho dù bạn kích hoạt đi chăng nữa thì cũng không thể bán được. Bởi vì tôi đã chia sẻ rồi, phong thủy là yếu tố bổ trợ để giúp bạn thuận lợi hơn trong vận trình của bạn. Tuy nhiên là bạn cũng khi muốn bán mảnh đất hay căn nhà thì chúng ta cần phải phụ thuộc vào tình hình kinh tế hiện tại, đúng không? Ví dụ như là thị trường hiện nay là thị trường mà đi xuống thì chúng ta cần phải tính toán xem là cái mảnh đất hay cái căn nhà đó là cần phải định giá chính xác tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Thậm chí bạn bán bằng giá bán rẻ hơn một chút cũng chưa hẳn là đã bán được, thậm chí cần phải rẻ hơn nữa. Bởi vì cái nền kinh tế đang khó khăn thì thực sự những người ta có điều kiện, người ta có nhiều tiền, người ta mới sẵn sàng người ta mua. Chứ thời điểm này mà những người mà người ta vay mượn ngân hàng mà mua thì chắc chắn được khẳng định là không ai dám vay
tiền ngân hàng mà mua tại thời điểm này. Đấy, đúng không? Đấy, bởi vì nó sẽ có rất nhiều áp lực, rất là nhiều áp lực, cho dù ngân hàng có giảm lãi suất đi nữa thì thời điểm này không ai dám vay mà mua. Đấy, cực kỳ là mạo hiểm. Đấy, bởi vì đất nó vẫn còn giảm nữa. Bởi vì mà khi mà chúng ta đã kích hoạt được phẩm rồi thì chúng ta cần phải kết hợp thêm là những cái yếu tố về giá cả, đúng không? Đấy, chưa kể là nếu như bạn thực sự mà mong muốn đẩy mảnh đất đi thì giảm một chút nữa, lỗ một chút đi thì chúng ta cũng chịu thiệt. Bởi vì để là xác định để chúng ta đẩy cái đó đi. Đấy, ví dụ như bạn đang vay ngân hàng, đúng không? Bạn đầu tư cái mảnh đất mà bây giờ mỗi một tháng đóng rất là nhiều tiền ngân hàng, thì cho dù cái mảnh đất đó là nó có giảm, nó có bị lỗ đi nữa thì bạn cũng nên đẩy đi. Đây là khuyên thật của tôi. Thực tế rất nhiều người rất là cố chấp, vẫn muốn mong muốn là phải bằng cái mức giá là tại cái thời điểm trước có người đã giảm tôi bằng này nhưng tôi không bán, người ta nài nỉ tôi nhưng tôi không bán, nhưng bây giờ tôi vẫn mong muốn giá đấy, thì không có đâu. Bây giờ nó đã khác rất nhiều rồi. Hy vọng rằng là nếu như bạn có những mảnh đất hay có những căn nhà mà khó bán, thì sau khi bạn đã kích hoạt vật phẩm phong thủy rồi thì hãy kết hợp thêm yếu tố về thị trường, thì tôi tin chắc rằng là sẽ giúp bạn đẩy nhanh cái mảnh đất được nhanh hơn và được thuận lợi hơn. Thế thì trên đây là chia sẻ về quan điểm cá nhân của tôi sau khi nếu như bạn đặt vật phẩm phong thủy kích hoạt, thì cộng thêm cái sự cố gắng của bản thân và cái nhu cầu thị trường thì nó mới đảm bảo yêu cầu là có thể là bán được cái mảnh đất đó một cách thuận lợi nhất. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.